100 triệu người sốc trước tin Vương Hạc để bỏ bạn gái sau khi nổi tiếng, phải trả khoản tình phí cao ngất trời. Sau khi tiết lộ chuyện Triệu Lộ Tư và Dương Dương bí mật hẹn hò, ngày 28 tháng 11, blogger Vương Đại Phát tiếp tục gây dậy sóng dư luận Trung Quốc với tin đời tư của Vương Hạc đệ. Theo Vương Đại Phát, nam diễn viên sinh năm 1998 đã chia tay bạn gái ngoài ngành giải trí sau khi trở thành tên tuổi hot trong giới. Do đã gắn bó với nhau trong nhiều năm, Vương Hạc đệ đã bồi thường thanh xuân cho cô gái với số tiền có thể mua nửa ngôi nhà của ngôi sao hàng đầu Tiêu Chiến. Thông tin liên quan đến tình phí khủng hậu chia tay của Vương Hạc đệ gây sốc cho nhiều người. Từ khóa Vương Đại Phát nói Vương Hạc đệ đưa bạn gái phí chia tay cao ngất trời leo top 1 hot search Weibo với gần 100 triệu lượt xem. Trên mạng xã hội, khán giả ước tính số tiền nam diễn viên trẻ đưa cho bạn gái của phải lên đến hàng chục triệu nhân dân tệ, tương đương hàng chục tỷ đồng. Tiêu Chiến hiện ở Bắc Kinh, giá nhà tại đây dao động từ hàng chục đến hàng trăm triệu nhân dân tệ. Điều này cho thấy mức thu nhập khủng mà Vương Hạc đệ kiếm được ở showbiz Trung Quốc. Trong khi đó, fan tài tử Thương Lan Quyết cho rằng Vương Đại Phát đang tung tin đồn thất thiệt, xâm phạm quyền riêng tư của thần tượng họ. Vương Hạc đệ có bạn gái trước khi gia nhập showbiz. Theo nguồn tin của tờ Sohu, nam diễn viên và bạn gái học chung trường Học viện Hàng không Tây Nam, Tứ Xuyên, Trung Quốc. Bạn gái Vương Hạc đệ tên Lưu Nghệ, làm tiếp viên hàng không. Họ là mối tình đầu của nhau. Khi Vương Hạc đệ đóng phim Vườn Sao Băng, Lưu Nghệ thường xuyên đến phim trường thăm bạn trai. Cả hai còn bị bắt gặp cùng chơi bóng rổ, mặc đồ đôi hay đi hẹn hò. Tuy nhiên, thời điểm đó, Vương Hạc đệ không quá nổi tiếng, nên việc anh có bạn gái chẳng ai quan tâm. Năm 2022, đời tư của Vương Hạc đệ được chú ý đặc biệt sau khi anh gây sốt màn ảnh Trung Quốc với tác phẩm cổ trang Thương Lan Quyết. Có tài khoản mạng tiết lộ Vương Hạc đệ và bạn gái đã đính hôn. Nam diễn viên muốn công khai chuyện tình cảm, nhưng công ty không cho phép vì sợ sự nghiệp đang lên của anh bị ảnh hưởng. Vào cuối tháng 3 năm 2023, blogger Đổng Qua Qua cho biết Vương Hạc đệ đã chia tay bạn gái ngoài ngành giải trí. Họ kết thúc chuyện tình cảm vào tháng 5 năm 2022 trong hòa bình. Lưu Nghệ là người đề nghị chia tay. Trước những thông tin liên quan đến đời tư của mình, Vương Hạc đệ không đưa ra phản hồi. Thời gian qua, Vương Hạc đệ được fan đẩy thuyền hẹn hò nữ diễn viên Điền Hi Vi. Họ được ủng hộ vì đều là những cực phẩm nhan sắc của lứa diễn viên sinh năm 1995, tính cách hợp rơ, khi lúc nào cũng giàu năng lượng, và có những khoảnh khắc tương tác ngọt ngào và thân thiết gây bão cõi mạng. Trước đó, anh chàng còn được ship cực nhiệt với Ngô Thư Hân và đàn chị Bạch Lộc do hiệu ứng phim cùng tương tác cực ngọt sau Cánh Gà. Triệu Lệ Dĩnh có tình mới sau 3 năm ly hôn, liên tục để lộ bằng chứng hẹn hò rõ mồn một. Cách đây không lâu, Phùng Thiệu Phong gây chú ý khi bị blogger giải trí tung clip hẹn hò một cô gái trẻ. Bạn gái mới của tài tử được cho là nữ diễn viên Chu Lân Gia. Tuy nhiên, Chu Lân Gia đã phủ nhận cô là bạn gái mới của Phùng Thiệu Phong. Sau đó, truyền thông Trung Quốc tìm hiểu được, nửa kia của ngôi sao Tây Du Ký nữ Nhi Quốc là một hot girl mạng, chưa rõ danh tính. Với việc Phùng Thiệu Phong đã có bạn gái mới sau 3 năm ly hôn, đời tư của Triệu Lệ Dĩnh, vợ của nam diễn viên, cũng nhận được sự quan tâm đặc biệt. Blogger thạo tin giải trí hàng đầu Giang Tiểu Yến cho biết, Triệu Lệ Dĩnh cũng đang hẹn hò, không có khả năng tái hợp với Phùng Thiệu Phong. Cô tìm được đối tượng phù hợp còn trước cả chồng cũ. Do người đẹp 8X tập trung nhiều vào sự nghiệp và việc chăm sóc con trai, nên khán giả không để ý nhiều đến đời sống tình cảm của cô. Đáng chú ý, cùng thời điểm với tiết lộ của Giang Tiểu Yến, một blogger giải trí khác cho biết, trong tháng 12 sẽ có một ngôi sao hàng đầu Trung Quốc lộ chuyện hẹn hò chấn động. Hiện, chưa rõ cặp đôi này sẽ tự công khai hay chờ bị paparazzi tung clip bằng chứng khó chối cãi. Ngay lập tức, dân mạng không khỏi nghi vấn người đó chính là Triệu Lệ Dĩnh. Netizen xứ Tỷ Dân cũng lập tức lật lại các mối quan hệ gần đây của nữ diễn viên và lập tức phát hiện đối tượng nghi vấn. Theo đó, các netizen nghi ngờ Lâm Canh Tân chính là bạn trai bí mật của Triệu Lệ Dĩnh. Sau khi hợp tác lần hai trong bộ phim cổ trang Giữ Phượng Hành, cặp sao lộ rất nhiều bằng chứng thân thiết, có tình cảm đặc biệt dành cho nhau. Vào cuối tháng 9, Lâm Canh Tân bị bắt gặp đi xem phim Dục Hỏa Chi Lộ do Triệu Lệ Dĩnh đóng chính. Đáng chú ý, thời điểm đó, nam diễn viên đang học văn bằng tiến sĩ tại Học viện Hí Kịch Thượng Hải. Lịch học nghiên cứu sinh rất bận rộn, nên việc Lâm Canh Tân vẫn tới ủng hộ phim của Triệu Lệ Dĩnh khiến nhiều người bất ngờ, đồng thời làm nảy sinh tin đồn cả hai phim giả tình thật. Ngày 21 tháng 10, Triệu Lệ Dĩnh lên ngôi thị hậu Kim Ưng. Sau khi Lệ Dĩnh giành được giải thưởng diễn xuất danh giá, Lâm Canh Tân bị phát hiện cập nhật ảnh mới trên trang cá nhân với dòng trạng thái: tiến lên và cố gắng hết sức, bạn sẽ đạt được thành quả xứng đáng. Tại bữa tiệc mừng công của đoàn phim Giữ Phượng Hành, Triệu Lệ Dĩnh gây chú ý khi mặc chiếc áo có in hình chú chó. Lâm Canh Tân lại có biệt danh là Lâm Cẩu. Sau đó, Lâm Canh Tân lại mặc áo có hình con thỏ.
trùng hợp là Triệu Lệ Dĩnh tuổi Thỏ, 1987. Điều này khiến dân tình cho rằng, cặp sao đang ngầm động viên, thể hiện tình cảm một cách kín đáo với đối phương. Lâm Canh Tân là bạn diễn ăn ý của Triệu Lệ Dĩnh kể từ phim Sở Kiều Truyện. Tác phẩm này thành công vang dội khắp châu Á, giúp Lâm Canh Tân có được mùa xuân thứ hai của sự nghiệp. Sau đó, khi Triệu Lệ Dĩnh trở thành nhà sản xuất của phim cổ trang Giữ Phượng Hành, cô đã mời Lâm Canh Tân hợp tác lần hai. Thời gian này sự nghiệp của nam diễn viên cũng không suôn sẻ, vì vậy, Lâm Canh Tân đã ngay lập tức nhận lời. Thành tích khủng của Giữ Phượng Hành cũng giúp Lâm Canh Tân hot thêm lần nữa. Bản thân Lâm Canh Tân cũng nhiều lần thể hiện tình cảm thân thiết với Triệu Lệ Dĩnh. Trang QQ đã tổng hợp lại nhiều khoảnh khắc Lâm Canh Tân cưng chiều, thậm chí si mê Triệu Lệ Dĩnh. Nhưng với những đồng nghiệp nam lẫn nữ khác, anh lại khá cộc cằn. Thậm chí anh còn nhiều lần nhường nhịn để Triệu Lệ Dĩnh trên cơ trong cuộc tranh cãi. Tại họp báo, mỹ nhân 8X nhận xét Lâm Canh Tân là người hài hước, ấm áp, không chỉ đẹp trai mà còn có tâm hồn đẹp. Sao Nam còn bổ sung rằng chỉ có Triệu Lệ Dĩnh thấy được khía cạnh khác của anh. Từ Sở Kiều Truyện đến Giữ Phượng Hành, Lâm Canh Tân thừa nhận anh khá ngại ngùng khi ở cạnh Triệu Lệ Dĩnh. Lâm Canh Tân cũng chia sẻ anh sẵn sàng nếu có cơ hội hợp tác lần ba với Triệu Lệ Dĩnh. Từ thái độ của cặp sao, công chúng không khỏi nghi vấn Lâm Canh Tân đã theo đuổi Triệu Lệ Dĩnh sau hai lần hợp tác và cặp sao gần đây đã thành đôi. Hiện Lâm Canh Tân và Triệu Lệ Dĩnh vẫn chưa lên tiếng về tin đồn tình ái của mình. Lưu Hạo Nhiên sa sút sự nghiệp vì chuyện hẹn hò. Mới đây, Lưu Hạo Nhiên bị bắt gặp rời công ty quản lý với dáng vẻ lầm lũi, trạng thái sa sút. Tình cảnh hiện tại của nam diễn viên khiến người hâm mộ lo lắng, thậm chí nhiều fan còn lên tiếng chỉ trích thần tượng, cho rằng anh mãi mê yêu đương, hủy hoại sự nghiệp của bản thân. Kể từ khi vướng tin hẹn hò Châu Đông Vũ, Lưu Hạo Nhiên không có nhiều bứt phá. Những bộ phim mà ngôi sao sinh năm 1997 đóng chính có hiệu quả phát sóng bình thường, không gây được tiếng vang trên màn ảnh. Trước đó, Lưu Hạo Nhiên luôn được đánh giá là ngôi sao trẻ triển vọng của giới giải trí Trung Quốc. Anh đóng phim từ sớm, gây dựng được chỗ đứng vững chắc, có ông chủ Trần Tư Thành, chồng của Đồng Lệ Á, hỗ trợ phía sau. Ở tuổi 21, Lưu Hạo Nhiên đã lập kỷ lục, trở thành người trẻ nhất được đề cử cho giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất tại lễ trao giải Bách Hoa. Trong danh sách 100 nghệ sĩ có ảnh hưởng phòng vé tốt nhất, Lưu Hạo Nhiên đứng thứ tư nhờ phim Thám Tử Phố Tàu 2. Năm 2016, Lưu Hạo Nhiên nổi tiếng toàn châu Á qua vai diễn Dư Hoài trong bộ phim truyền hình chủ đề Thanh Xuân Điều Tuyệt Vời Nhất Của Chúng Ta. Câu nói thanh xuân nợ tôi nam thần Lưu Hạo Nhiên được chia sẻ rộng rãi trên các diễn đàn, giúp nam diễn viên trở thành hình mẫu bạn trai mới trong lòng khán giả. Anh được yêu mến nhờ ngoại hình điển trai, hình ảnh sạch sẽ, không scandal. Tuy nhiên, sự nghiệp diễn xuất của Lưu Hạo Nhiên xoay chuyển, sa sút sau tin đồn hẹn hò cùng đàn chị Châu Đông Vũ vào năm 2022. Tháng 9 năm 2022, truyền thông Trung Quốc đưa tin, Châu Đông Vũ và Lưu Hạo Nhiên phát triển mối quan hệ tình cảm trên mức đồng nghiệp. Cả hai nhiều lần đăng ảnh chụp ở cùng một địa điểm, dùng đồ đôi và ghé thăm nhà nhau. Thông tin trên khiến người hâm mộ Lưu Hạo Nhiên phản đối. Họ yêu cầu nam diễn viên nên tập trung cho sự nghiệp, không sa lầy vào chuyện tình cảm. Nhiều fan còn công kích Châu Vũ Đồng, cho rằng cô không phù hợp với Lưu Hạo Nhiên. Ảnh hậu sinh năm 1994 có tình trường ngồn ngào, bị tố nhiều lần mắc bệnh ngôi sao, không được lòng công chúng. Vì vậy, việc hẹn hò với đàn chị hơn 5 tuổi đã ảnh hưởng lớn đến hình ảnh nam thần thanh xuân vườn trường của Lưu Hạo Nhiên. Nhưng bất chấp lời phản đối, ngôi sao Thám Tử Phố Tàu 2 vẫn duy trì mối quan hệ tình cảm với Châu Đông Vũ. Cũng từ đó, danh tiếng và sự nghiệp của Lưu Hạo Nhiên dần đi xuống. Anh không còn đủ sức cạnh tranh với đồng nghiệp cùng lứa như Vương Hạc Đệ, Vương Nhất Bác, Ngô Lỗi. Video đến đây là hết. Hãy cho chúng tôi biết ý kiến của bạn về vấn đề trên bên dưới phần bình luận. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của kênh Chuyến Tàu Bát Quái. Nếu thấy hay và hấp dẫn, các bạn hãy bấm đăng ký và chuông thông báo để nhận những video mới nhất nhé.